trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung té thành niên hòa ca. Vài bài đã lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa. Một hai la la. Buồn thay la 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 la. Nghĩ nhiều chuyện trong đời, anh thấy lòng càng rối bời. Liệu ngày đó nhiệt tình nó lời, chúng ta lấy nhau chưa em ơi. Đành bao pháo mặc ở trên trời, nhưng thâm tâm anh trách nàng tại sao rồi. Một người bước một người không đời, thì đành tìm ai ai ai. Giờ em đã là vợ người ta, trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung té thành niên hòa ca. Vài bài đã lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa. Buồn thay la la la, buồn thay. Cô dâu chú rể MC đứng lại ạ. Dạ rồi rồi đứng lại nha. Trời diễn nhập tâm quá rồi. Đáng lại nghe ba giám khảo khen nè. Và thiếu một chùa là ba giám khảo phải đứng lên quẩy theo luôn đúng không ạ? Quẩy gần chết. Rồi. Chúc mừng team phát triển dự án và team hành chính nhân sự. Có đôi lời cho hỏi gái tập tiết mục này có thương đau gì không? Em MC cho bạn nhập mic. Tiết mục này có thương đau gì không? Thực ra thì em cũng chia sẻ là tập tiết mục này thì trong một thời gian cũng khá là dài, bởi vì là anh em bên phát triển dự án và bên đây thì cũng đi công tác suốt, nên chính vậy là cũng không có nhiều thời gian lắm, nên là mỗi lần mà tập thì đều phải vào buổi tối. Cả nhà nếu bạn nào FA mà có nhu cầu sắp tới cưới thì mình nghĩ rằng là chúng ta cũng không cần phải thuê chủ hôn đâu, mà liên hệ với cả Hùng của phòng phát triển dự án là mình nghĩ là được luôn. Về phía ban giám khảo thì thứ nhất là tiết mục này hay sôi động, nói chung là quẩy hết sức rồi. Hương nghĩ là các bạn rất là có gọi là gì nhỉ, các bạn tính sáng